răng răng đẹp tuyệt vọng luôn. Đó các bà cười cái răng răng cái cười cái. Ui giời. Đấy. Ui giời. Đấy, răng đẹp tuyệt vọng luôn, quá đẹp. Rồi. Đấy, răng này mới gọi là răng người Việt Nam ngày xưa đấy các cụ đấy. Vâng vâng đấy. Sơn khoáng Mỹ Bằng Yên Sơn Tuyên Quang. Bệnh viện Sơn Dương Tuyên Quang lớn lên ở Bắc Quang Hà Giang. Thế mà dân Tuyên Quang mà mò lên tận trên này cơ mà. Bán hàng. Bán hàng thuốc này, viên gan A, viên gan B này, máu nhiễm mỡ này, mỡ nhiễm máu này. Cao này là cao gì cơ? Cao tổng hợp và cao lá. Cao tổng hợp và cao lá. Viêm gan B. Viêm gan B gan nhiễm mỡ. Đấy, mấy bác là kiêm luôn là bán thuốc. Đấy, đi chơi chợ tình Khâu Vai luôn. Gặp lại tình xưa ở chợ Khâu Vai. Đấy. Đăng lên nhá. Đăng lên nhá. Đăng lên YouTube nhá, cho các bác biết nhá. Bác tên gì nhỉ? Nick của bác là Bà Thường. Bà Thường à? À. Nick Face của bác là Bà Thường nhá. Xóm 15 Lan Quán. Yên Sơn Tuyên Quang. Đấy, chuyên bán các loại cao. Cao lá, cao lá thuốc đại tràng. Các loại thuốc này nấu này. Cao này thì bán như nào, giá như nào cơ? 70.000 một gói nhá, chuyên chữa bệnh gan, dạ dày, viêm gan B, viêm gan C, rồi đủ các loại về gan, bệnh về gan, mát gan, mát gan, bổ phổi, bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, đấy, đủ các kiểu. Thuốc dạ dày, thuốc thần kinh đấy. Còn đây là về thuốc về dạ dày, thần kinh, gan nhiễm mỡ, thuốc thận, thuốc tiểu đường, rồi đủ các loại thuốc. Cao lá, cao khỉ. Số điện thoại là gì nhỉ bác nhỉ? Vâng. 02 09 29 29 29 02 29 28 28 3 số 4 1 số 7. Đấy, số rất là VIP, 3 số 4 1 số 7. Đủ luôn rồi ạ. Vâng. Đấy. Các bác từ Yên Sơn Tuyên Quang lên chơi chợ tình. Đây là cao kỳ hết rồi, đợt trước năm kia lên đây thì có cao kỳ các loại mà bây giờ bán hết rồi. Biển này là biển có cao khỉ nhưng mà bây giờ bán họ mua nhiều hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Hết khỉ để thịt rồi. Đấy, đây có cao khỉ. Đấy. Các bác này là dân tộc Dao. Đấy. Người ta hay gọi là dân tộc quần trắng ấy. Đấy. Thắng ơi, lùi tay đi. Ở khu vực núi Là, Yên Sơn Tuyên Quang nhá. Đấy. Trên khu vực núi Là thì rất nhiều các loại cây thuốc thì các bác mới được. Đấy, ra bác này là chân núi Là này. Đấy. Còn mấy bác này ở lưng chừng núi Là nhá. Rất nhiều các loại thuốc. Mình thì cũng quê ở Tuyên Quang và rất tình cờ hôm nay đi trong chợ tình này lại gặp được các bác ở Tuyên Quang, người dân tộc Dao. Vâng vâng đấy. Năm ngoái không lên, năm nay lại lên, cái năm lại lên. Vâng vâng vâng. Năm kia không bán thuốc ở đây. Thế các bác có đây vẫn có người dưới Hà Nội lấy chốt được khỏi đấy ở đây đây. Thế à? Toàn khách ở Hà Nội thôi ạ. À? Con thì đường ruột gần như là bị lâu rồi ấy mà cứ ăn một cái gì lạ phát là đi gần như là đây, đi làm. Đây những cái này này. Đấy, cao à, bị bệnh đường ruột này. Đấy. Thế ăn được như nào? Đức mày làm luôn một cái đấy luôn về uống. À. Đấy. Đấy. Cao. Đấy. Thằng bạn nó đang bị đường ruột. Đấy. Đấy. Các bác đang dặn kỹ thuật uống. Đấy. Là phải hòa nước uống nha. Đấy. Giao dịch luôn. Không. Tớ uống xong cái này vợ bỏ nhà đi thì tôi. Cái này chỉ có lấy thêm vợ mới nữa thôi. À, tưởng là vợ lại bỏ nhà đi thì chết. Vợ nhưng mà phải trẻ con nước uống được à? Phải pha nước nóng để nó tan ra. Không cần phải nướng đâu chị ạ. Cứ hòa. Vâng vâng vâng, ok bà. Cái này là thành phần uống chỉ được tầm bằng này thôi. À. Cho vào. Vâng. Lăng Quán huyện Yên Sơn. Tuyên Quang quê mình đấy. Quốc ở quê mình mang lên đây. Vâng. Đấy.
Chị ở Tuyên Quang à? Chỗ nào Tuyên Quang? Em ở Yên Sơn mà. Trung Môn à? Đây à. Cách nhau xa. Cách nhau xa. Em trong sư khoáng cơ. Cái này uống được khỏi luôn. Để con đi ngoài cũng uống được. Để con đi ngoài. À bài cho con xin số điện thoại. Đây đúng không? Có gì con liên lạc không à? Số điện thoại. Giả dụ nó mà đỡ thì con sẽ lên ở trên dưới kia lên. Thì con sẽ cháu cháu con sẽ gửi cho bà có gì gửi lên cho con. Uống một gói khỏi luôn. Uống một gói này là khỏi đâu, luôn. Đâu, con bị bao nhiêu năm nay rồi? Uống một gói thì khỏi rồi. Hai gói, ba gói là khỏi trời, khỏi đất. Không cần nhiều, cái này chỉ cần ba gói uống trong một tháng là khỏi luôn. Không uống kèm cái này à? Uống kèm thêm cái này cũng được. Cái này là dạ tràng dạ dày đây, cái này đây, đại tràng dạ dày đây làm luôn. Một gói nữa. Bao nhiêu một gói đấy? Cái này á? À? Bán 200 gói thôi mà, uống 20 ngày. Một gói này uống 20 ngày. 20 ngày. 10 ấm. Ừ. 10 ấm uống 2 ngày, 10 ấm 20 ngày đây. Cái này chia 10 ấm. Vâng, vâng. Cái này có 200 nghìn, mỗi ngày có 20 nghìn tiền. Cao nấu 7 ngày 7 đêm quá. Nhưng mà lại khỏi lại hiệu quả hơn. À thế à? Kinh nhỉ? Cao này nấu 7 ngày 7 đêm nhá, lửa không được tắt. Không được tắt thật đấy. Đấy. Đúng 7 ngày 7 đêm coi đấy. Vâng. Trăm rưỡi uống thử thuốc bà nhỉ? Trăm rưỡi á? Uống thử thuốc không, tí là người khác lại không được. Không, mỗi con đấy chứ. Bí mật thôi, đây bí mật. À. Đấy nhá. Bí mật rồi rồi, rồi bán kỷ niệm lên người cùng quê. Mấy đứa ta mượn mấy trăm. Đây thằng bạn làm luôn thêm gói nữa để uống. Hai gói. Mang về uống. 100% khỏi luôn cái này. Không đằng nào, không đằng nào các bà mang về cũng khổ ra, cứ mang lên đây là cứ bán luôn. Điệu về nhà xa xôi. Chơi cho tình thế có hẹn ấy không? Có hẹn bạn tình lên đây không vợ?